mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và đến với series tô màu tranh. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tô màu cho bức tranh về một cô gái nha. Đây sẽ là bức tranh mà ngày hôm nay mình sẽ tô. Hãy cùng mình theo dõi để xem là mình sẽ tô màu cho bức tranh này như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu đen để tô cho phần mái tóc. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cho đôi mắt màu nâu ha. Bây giờ là tô màu của chiếc áo nha. Chiếc áo thì mình sẽ tô màu cam. Chiếc quần thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô cho những cái túi. Còn tổng thể cái quần thì chúng mình sẽ thì chắc là mình sẽ lựa chọn là màu xanh than ha. Mình sẽ tô hết cho từ xuống tới đây nhé. Nghỉ rồi không? Ngủ dậy rồi. Ừ? Ngủ dậy rồi. Bà chưa nghỉ đến việc gì à? Chưa làm nốt này. Và bức tranh của mình đã được tô màu xong. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mình nha.